cô nhà người nghèo. Chào bà nhá. Vâng. Chứ bà có khỏe không bà? Dạ. Chào bà. Vâng, hải cam này. Bà tôi. Vâng. Đây là tôi bà chị. À bà chị. Tôi ở trên Bái Thượng về thăm em. À bà ở trên Bái Thượng đấy. Dạ dạ. Chứ ở đây là em. Chứ còn bây giờ hôm nay trao xe lăn là cho ai? Ý là bà vợ mình, bà vợ để đi đây. À cho ông nhá. Vâng. Thì chào ông nhá. À ông lại không nói được nha. Vâng. Ờ ông đứng đây ông giới thiệu ông làm sao ông bị như thế nào? Là ông bị mấy năm nay rồi. Vâng. Ông là Phạm Văn Trương. Vâng. Phạm Văn Trương. Vâng. Vâng. Ở vậy là hai ông bà ở cái nhà này đây nha. Hai ông bà ở nhà này nha. Đấy, hôm nay thì đến chào xe lăn cho ông nhé. Bên tòa giám mục Thanh Hóa. Các cha các sơ bên rồi ông đây là bên ông Phước ở đây là bên giáo xứ tức là bên nhà thờ Đa Phạn ở đây. Đó. Đây là báo cáo với cha ở trên tòa giám mục Thanh Hóa. Cha giám đốc bên chương trình của bác gái. Mặc vậy cũng được. Cha là giám đốc chương trình bác gái của giám mục Thanh Hóa. Ở đây là sư ở trên chơi. Bây giờ sơ đưa xe vào cho ông, đưa xe vào cho ông. Đang công tác tại giáo hội Thanh Hóa. Ông cầm thuốc nào lên đó, ông cầm. Khóa xe lại khóa lại. Bây giờ ông có thể quay người được không? Ông đỡ hộ. Để cho đỡ cho. Đỡ nha. Đỡ ngồi xe nha. Lên đỡ tương tự được không? Không được. Quay người cứ thoải mái đi ạ, không sợ ngã được. Đi ông đỡ cho. Ông ngồi sát vào một chân ông khớp cái chân. Đang cứng khởi nhìn nở lục ba bỏ nón lên vô đây. Mấy khi được gặp cái bà Tây đây, có nói chuyện với bà tí. Ngồi bên cạnh hóa này này. Đây, vô nói chuyện với bà Tây tí, mình không nói với mọi người được, mình nói bằng tay, khua chân khua tay rồi, ra hiệu đó. À, chào rồi. Không phải là cung chùa đâu, nhà thờ đấy, cung giáo đấy. Rồi, được rồi, sẽ đưa bà ra đây, à đưa ông. đưa xe ra ngoài rồi xuống chưa hôm nay nhất ông nhá. Nhất ông rồi. Ôi rồi ôi thích quá hôm nay là vừa ông cảm động ông khóc đây này nhá. Hôm nay ông chính thức được nói chuyện với bà đây đấy. Chưa. Would I say hello to him or something? He's really, really admired you, and then today he's been happy to see you, and he's been calm. So I hope he is staying healthy and strong, and this wheelchair helps him get around. Oh, I get you. Yes, thank you for the people who helped Caritas Thanh Hóa to help these people. I hope the family is doing well and this helps him. I like this house. It's easier than the other houses to move the wheelchair. No big drop, so we can go out easy. Yes. Yeah. Ông ơi, bà bảo là bà chúc mừng ông hôm nay là có xe lăn nhá. Rồi bà chúc các ông là tìm được nhiều niềm vui trên chiếc xe lăn này, rồi là ông được khỏe mạnh nhá. Rồi bà cũng cảm ơn cái người đã hỗ trợ xe lăn này cho ông.
và người đó cũng ở bên nước Mỹ cùng nước với bà. Thì cái người mà trao xe lăn, người tặng xe lăn ngày hôm nay đấy là một một người ở bên Mỹ giúp Caritas giúp người nghèo rất là nhiều, hôm nay giúp xe lăn cho ông nhưng mà không muốn biết họ là ai cả, họ chỉ muốn là Chúa biết là được rồi. Thì đây là chiếc xe lăn của nhà hảo tâm đó tặng cho ông nhé. Rồi bà bảo là bà thích cái nhà của ông, nó rất là dễ dàng cho xe lăn di chuyển mà không có phải lên bậc lên thềm được cái gì cả. Đấy. Nhà dễ chui. Và dễ chui. Đấy. Cảm ơn. Cảm ơn đi, cảm ơn nhà đây đi. Không nói được. Không nói được nhưng mà ông cũng có gật gật đấy. Xúc động lắm. Vâng. Rồi cảm ơn ông Phước nhé. Ông Phước đang ở đây. Ông chào cảm ơn ông cái. Cảm ơn ông Phước đã đại diện cho Caritas Thanh Hóa để kết nối để Caritas Thanh Hóa ngày hôm nay được về đây để mà trao xe lăn cho ông nhé. Chúa chúc lành trả công bội hậu cho ông Phước là phụ trách ban bác ái của giáo xứ Đà Phạc. Đấy, ông có đôi lời. Con xin phát được có đôi lời. Trước hết là xin cảm ơn cha, cảm ơn sơ, cảm ơn gia đình cá nhân đã tài trợ cho ông Trương cái chiếc xe lăn để tạo điều kiện cho ông có thể là đi lại một cách nó dễ dàng. Và cũng mong cha sơ rồi quý vị quan tâm nhiều hơn nữa đối với những hoàn cảnh trường hợp như ông Trương ở đây. Vâng, cảm ơn ông nhé, cảm ơn ông nhé. Chứ các bà hôm nay được ngồi bên bà Tây là có vui không? Quá vui, vui thì bắt tay cái nào, vui thì bắt tay cái. Ôi ôi ôi. Vâng, dạ, được rồi. Vâng, đó các bà lần đầu tiên được ngồi bên bà Tây nhá. Sao được người Tây bằng xương bằng thịt. Chờ mà ông Trương vắng cho nên là tôi là bà chị. Vâng. Tôi cũng có đôi lời để cảm ơn nhá. Vâng, dạ. bà cứ ngồi bà nói đi, bà cứ ngồi bà nói nhá. Vâng, thôi thì báo cáo đi bà, rồi các ông các bà các cháu. Thứ nhất là cảm ơn cha. Cái thứ hai là sơ, cái thứ ba là tất cả các cấp bên giáo nhà rồi nói chung là các cấp lãnh đạo của địa phương. Thế thì giờ phút này gia đình tôi xúc động vô cùng và cảm ơn cái sự quan tâm của các cấp, nhất là bà tài trợ. Vâng, rồi cảm ơn bà nha. Vâng, tất cả các anh các chị, các bác các cô có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn bà nhá. Là nghẹn ngào nói lên lời cảm ơn. Rồi chúc cho chứ các bà thấy bà Tây có đẹp gái không? Quá đẹp gái luôn. Xong rồi đẹp gái. Nha, cái mũi đó. Người châu Á mũi tạt mà. Người châu Âu là mũi cao. See how they mean America is. It's bad. Này, các bà thấy bà Dennis đẹp là vì nước da đẹp này, mịn màng này, rồi là cái mũi sống mũi cao, mũi to, mũi cao. Nhưng mà bà bảo là ở bên Mỹ á, ai mà bảo bà cái mũi cao mũi to là bà ghét lắm. Bởi vì đó là chửi người ta đó. Nhưng mà ở Việt Nam á, thì ai cũng muốn cái sống mũi dọc dừa đúng không? Sống mũi cao, mũi to, càng cao càng to càng đẹp. Nhưng mà bên Mỹ á, thì bà là cứ mặc cảm về cái mũi của bà. Cho nên là bà thấy vui. Ở hôm nay thấy các bà Việt Nam khen bà cho nên bà vui lắm. You know it's our model. In Vietnam model. Ở Việt Nam. Đẹp. Tức là bà bảo là cái mũi này ở Việt Nam thì đẹp nhưng mà bên Mỹ thì nó xấu. Có biết tiếng chưa? Biết. Phiên dịch cho bà hả? Vâng, phiên dịch cho bà đó. Rồi các bà muốn nói cái gì với bà nào? Bây giờ gia đình cảm ơn cái sự quan tâm của gia đình bà. Vâng. Đã là có cái tâm lòng hảo tâm đối với cậu em tôi. Vâng. Bây giờ thay mặt gia đình là cảm ơn và chúc gia đình bà sức khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều điều những may mắn tốt đẹp. Yeah. Cảm ơn. Những cái lời đó thì bà hiểu hết bởi vì
bà cũng biết một ít tiếng Việt. Bởi vì bà lấy chồng người Việt Nam, chồng của bà là người Việt Nam. Chồng của bà là ở Biên Hòa, Đồng Nai. Biên Hòa, Đồng Nai. Thằng con trai tôi cũng là bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. His son is the doctor in Đồng Nai. Biên Hòa, Đồng Nai. Bây giờ là trưởng phòng y tế. Vậy à. Chồng bà cũng làm bên y tế, nhưng bên phòng các xã hội. Đây là trưởng phòng y tế của huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Con trai đầu của tôi ấy. Vậy nhưng mà hôm nay bà rất là thích cái mũi của bà ấy nha. Cái mũi kim phá, cái nước da, cái răng đẹp. 76 tuổi rồi. 76 76. 76 76. Mấy chục? 67 76 á. Đây. Đây. 76. Cái này. 76 67. 67 đó, cùng 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 tuổi nhưng mà vô coi anh nào trẻ hơn. Lâu còn sao đẹp. Mông da này trắng này sao không mèo. Thôi được rồi, đến chào các bà nhé. Chúc anh em là khỏe nhé. Ở đây ở Thiệu Hóa, quê Thiệu Hóa. Thiệu Hóa Thiệu gì ạ? Ở Thiệu Vũ. Thiệu Hóa. Nhưng mà sống ở với cùng đất nước với bà là 11 năm. Thế là đi du học. Đi học trên đấy. Đây là cha Đào. Cha quá trẻ nhỉ. Rồi cha năm nay cũng bà hết tóc rồi. Năm nay đến 50. 50 rồi. Nửa thế kỷ rồi đấy. Đây là năm 74 em. 74. Bằng tuổi con trai chị. Vậy à. Đấy, cái thằng ở Đồng Nai đấy. Vâng. Đây là sinh năm 74, đây tuổi cọp đây. Tuổi cọp dần 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 dần. Thôi chúc các bà khỏe nhá. Hôm nay đó, cầu chúc cho các bà luôn được có cái mũi cao giống mũi của bà nhá. Bây giờ 76 thì có đi nâng mũi được không nhỉ? Bây mà nâng mũi bây giờ là cũng phải 70-80 triệu đó, không ít đâu. Em trai. Đó. Bà Tây giống như thế là đúng. Chị Kiều đẹp quá nhà màu da. Hai bà đây cùng tuổi đây này. Mà cao cũng ngang ngửa nhau đây. Bằng nhau đấy. Bà có mũ rồi. Tức là bà có mũ rồi. Rồi, cảm ơn bà nhá. Hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!